nâng tiếng bãi xịn MUF các bác nhé, Techory USA này. Ở với dòng nâng tiếng này thì có chế độ đánh full này, chế độ đánh sub, mà những cái dòng nâng tiếng khác không có ở cái chế độ kiểu như vậy và chất lượng như vậy các bác nhé. Hai chế độ riêng biệt ở hai kênh, thì các bác ấn vào đây đánh sub cực kỳ phê luôn các bác nghe này. Tắt này, full này, đây là đánh full các bác. Xin được mến chào tất cả các bác. Các bác đừng quên đeo tai nghe để cảm nhận một cái chất âm tuyệt vời của cái dòng nâng tiếng MUF hàng của Mỹ này các bác nhé. MUF model là EX822. Các bác được cảm nhận một chút đó là em đang xử lý giải bát các bác nhé. Đánh phải nói là rất là sâu và chắc các bác nhé. Đó, cắt cực kỳ là hay đâu các bác ạ. Đây, cái giải bát ở đây này hỗ trợ rất là tốt. Và với dòng nâng tiếng này ấy, là dòng nâng tiếng hàng bãi các bác nhé. Đó, mặt phay rất là đẹp. Ở đây hiện tại thì có 3 chiếc này thì em cũng đã test để chuẩn bị lên đường các bác nhé. Đó, dây rắc tặng kèm đầy đủ các bác nhé. Đó, các bác sử dụng đều được tặng Canon hết các bác nhé. Sử dụng âm ly hoặc là sử dụng cụ đẩy đều có tặng kèm hết. Và bây giờ thì em cũng sẽ hướng dẫn một chút để các bác có thể chỉnh chuẩn với dòng nâng tiếng MUF này các bác nhé. Trước khi đi hướng dẫn em lại thử để các bác cùng cảm nhận nhé. Hiện tại thì em đang đấu nối đó là tín hiệu từ laptop này chạy thẳng các bác nhé, chạy thẳng vào nâng tiếng và ra đẩy nhé. Đó, chưa đánh sub các bác nhé, đang chơi với đôi loa B3 Bass 40 này. Đó, các bác cùng đeo tai nghe để cảm nhận nhé, cái giải sub lên nó phê như thế nào. Đó, để các bác về hỗ trợ nghe nhạc hay này, đấy, hát hay. Đó, em cũng bán đâu đó 4 hay 5 chiếc rồi thì phải. Bác nào nhận hàng cũng rất là ưng ý. Cái thứ nhất đó là cái tính nó sạch. Cái thứ hai đó là cái giải trộn nó tốt các bác nhé. Và cái giải cắt, ví dụ như là tăng bát hoặc tăng chét, nó lại chi tiết và hay các bác nhé. Đó, gọi là nét đấy ạ. Đây nha các bác nhé. Đây là giảm này, đây, giảm nhé, đây là giảm các bác nhé. Đấy, các bác cùng nghe nhé. Đây là chưa tăng bát này. Không khác gì các bác đang thêm một chiếc súp bát 40 để bên cạnh luôn các bác ạ. Nghe mức độ như vậy nhá. Đó, ở đây thì sẽ là tép này. Đó, và một cái nữa là ở đây có cái chế độ này các bác này. Ví dụ như là các bác đang để chế độ đánh bát căng nhá. Đó là chế độ ở đây. Ấn vào. Và các bác muốn cắt để cái giải đó không sử dụng nữa, có thể ấn cái nút bên cạnh để hỗ trợ giảm lại các bác nhé. Đây. Khi mà các bác ấn hoặc nhả ấy, thì bắt buộc các bác phải tán cái bóng này thì bóng này mới lên. Đó các bác nhé. Hãy chuyển sang chế độ nhé. Khác bọt hẳn luôn các bác ạ. Khi mà để ở chế độ cắt bát và hỗ trợ thêm bát, nó rất là hay. Ở đây thì tiếp vào đây, ở đây sẽ có một cái cổng đó là để các bác tăng giảm cái giải led này. Đó, các bác nhìn cái giải led này. Đó, để chớp nhìn rất là đẹp. Đó, nhìn nó chớp rất là đẹp. Ở đây thì sẽ có hai giải trộn, một là giải trộn dưới nhạc và cái mic. Còn cái thứ hai là giải trộn về cái giải bát và giải tép.
Ở đây ấy, thì khi các bác tăng sang bên phải như thế này thì là cái giải bass trộn sẽ nhiều hơn vào mic để các bác hỗ trợ cái lời mic của các bác dày hơn. Còn khi mà cái mic của các bác dày rồi, tép nó quá nhiều chẳng hạn, tép ít chẳng hạn, thì các bác có thể nghiêng sang bên tay trái này, tay phải của bên em này, thì để hỗ trợ cái giải tép lên tốt hơn, để cái tiếng nó thoáng hơn. Đấy là phụ thuộc vào cái cách chỉnh ở trên con vang của các bác. Nếu mà để nhiều quá các bác xử lý luôn ở đây. Đó. Còn đây là cái giải tép các bác nhé. Đó, giảm tép này. Đó, tép lên này. Đặc thù là khi các bác cho tép lên full max nhá, nhưng mà cái giải tép nó cắt rất là chuẩn và nó dường như cái auto đấy các bác. Để cái giải tép nó không bị chói này, nó dày tiếng tép lên nhá. Đó, các bác cùng nghe này, đây max nhá, max tép nhá. Đi dưới trời khuya sao khi các bác để ở cái chế độ mà tăng full tép thì dường như nó kiểu auto, nó không bị chói tiếng tép, là một nó dày tiếng tép ra các bác, như dày tiếng tép ra nghe nó rất là feel. Đó, đây là một cái vế ở bên tay phải của bên em, và đây là vế bên trái, còn là channel 1 và channel 2. Thì chế độ chỉnh ở bên 1 như thế nào thì bên 2 cũng như vậy các bác nhé. Đó, một đó là hỗ trợ để tăng giải bát, tăng giải bát đánh sâu hơn, chắc hơn. Tiếp theo đó là ở bên này là cái giải để các bác có thể tăng cái giải led thôi. Đấy, in out để tăng cái giải led này này. Đấy, auto này là cái chế độ led thôi, còn ở đây là hai cái giải trộn. Đó, hai giải trộn, và đây là giải tép. Và cái chế độ cắt ở đây sẽ là in out ở đây. Bấm vào thì là qua nâng, và không bấm là không qua. Hai vế sinh biệt nha các bác nhá. Đó, ở đây sẽ là một cái chế độ nữa, đó là chế độ giải bass này. Đó. Đó, sẽ hỗ trợ các bác là giảm bớt xuống một nửa. Đó, các bác nghe rõ ràng không? Đánh súp nha, nguyên súp nhá. Đó, nguyên súp nhá. Đấy, các bác nghe không? Đánh súp cực kỳ mạnh nhá, đánh chế độ súp này. Đó. Đây, bác ấn vào đấy nó càng mạnh nữa này. Đây nhá, nhà em nhá. Nó như kiểu là các bác thích đánh full hoặc là đánh súp đấy ạ, nhưng mà nó cắt cái giải ở cái mức nhất định thôi, cho nên nó sẽ hơi một chút lời. Đây mới là loa full thì nó vẫn sẽ có lời. Nếu mà các bác mà cắt theo đường này mà để súng cốt mà đánh súp thì nó gọi là cực phê luôn các bác ạ. Đánh súp nó căng gọn chắc các bác nhá. Đây. Đây. Đấy, các bác nghe giải súp đánh này. Đó. Nó sẽ hỗ trợ giải lời, nhưng mà đây là do loa full thì nó sẽ có lời nhiều. Đây là led này. Đây trộn này. Nếu mà các bác đánh súp có cái để nguyên. Đây. Đây quay lại này. Full này. Đó là cái chế độ rất là hay đánh full hoặc là đánh súp. Nếu mà các bác mà có điều kiện mà chơi những cái dòng này, cắt thêm một chiếc cốt nữa xuống thì cái tiếng nó cực kỳ là hay đúng không các bác nhé. Để hỗ trợ cái giải súp đánh cực kỳ là mạnh và sâu đi súp. Đó. Đây là mặt sau các bác nhé. Đó, mặt sau này, Techori USA các bác nhé. Ở đây thì các bác sẽ sử dụng là 6 ly vào, canon vào, 6 ly ra, canon ra. Đó, điện 220 các bác nhé. Thật sự chơi rất là hay các bác nhé. À, giá thì em cũng báo trên các cái video rồi, 2.200.000 một chiếc các bác nhé. Đó. Nhưng mà chơi nó xứng đáng với đồng tiền các bạn, nó quá là hay. Nhiều chế độ để các bác chơi. Ok, các bác nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ với bên em còn vài chiếc nữa là hết các bác nhé. Còn 3 chiếc này sẽ đóng gửi cho các bác, lấy rắc tặng kèm đầy đủ cho các bác nhé. Đó, đầy đủ hết nhé, yên tâm. Vâng, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.